Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh truyền thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Và kính thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt tại Sân vận động quốc gia của Thái Lan. Nơi đây vừa diễn ra thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco làm chủ tế nhân chuyến công du của Ngài đến với Thái Lan. Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ theo dõi những hình ảnh mà chúng tôi đã ghi nhận được trong thánh lễ này để quý vị có thể cảm nhận được bầu không khí cảm động và thiêng liêng ngay tại đây. Chiều ngày 21 tháng 11 năm 2019 vừa qua, thánh lễ đầu tiên trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco tại Thái Lan đã được cử hành. Từ 14 giờ, bầu khí tại Sân vận động quốc gia Thái Lan đã bắt đầu sôi động. Từng đoàn người tiến vào hai sân vận động chính và sân vận động phụ theo sự sắp xếp và điều động của các tình nguyện viên. Theo ban tổ chức, số người Việt Nam đến Thái Lan tham dự sự kiện lần này là khoảng 7.000 người. Dù phải đến từ rất sớm, nhưng hầu hết mọi người đều cảm thấy hân hoan khi được hiện diện tại nơi đây. Dạ, chúng em đến đây với niềm vui là được gặp Đức Thánh Cha, chào đón Ngài và đến đây tham dự thánh lễ. Xin Ngài cầu bình an cho Thái Lan, cho Việt Nam và cả thế giới. Cộng đoàn chúng con là ở Thái Giáo Xứ Hàng Xanh, Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Chúng con rất được hạnh phúc hôm nay được diện kiến Đức Giáo Hoàng. Yeah. Chúng con xin chào. Và ước mong của người Việt Nam chúng con muốn là Đức Giáo Hoàng cũng qua thăm đất nước chúng con. Con tên là Trần Nhà Bảo Hân, năm nay con 7 tuổi. Con ước ao được gặp Đức Giáo Hoàng vì Đức Giáo Hoàng là vị cha chung của tất cả mọi người. Con rất là hạnh phúc khi được đến đất nước Thái Lan và được gặp Đức Thánh Cha Francisco, vị cha chung của mình. Con cũng được chị em gửi gắm lời cảm ơn, lời tri ân đến Đức Cha, đến giáo hội. Và con lúc này thì con rất là hạnh phúc và con thấy đức tin của mình được lớn lên rất là nhiều. Trước khi thánh lễ được cử hành, xe chở Đức Thánh Cha đã đi một vòng cả hai sân vận động trong sự chào đón nồng nhiệt của các tín hữu. Dù sức chứa của sân vận động quốc gia Thái Lan lên đến 70.000 người, nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của các tín hữu Công giáo mong muốn được tham dự thánh lễ. Đến 18 giờ, thánh lễ đã được cử hành trong bầu khí hết sức trang nghiêm và trật tự. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có các giám mục và linh mục đến từ nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Sau thánh lễ, một bài múa mang đậm bản sắc dân tộc do các bạn trẻ Thái Lan biểu diễn được dàn dựng công phu để gửi đến Đức Thánh Cha như một món quà của Giáo hội Thái Lan. และบัดนี้เราจะร่วมกันร้องเพลงปิดพิธีนะครับแต่ก่อนที่จะถึงตอนนั้นที่ให้รักเป็นสะพานทั้งเล่ kết thúc lúc 20 giờ mọi người ra về trong niềm vui và sự bình an nhận được từ Đức Thánh Cha